Ai bên anh giờ mấy giờ rồi? Ủa, vậy là bây giờ bên anh mới có 12 giờ thôi đó, 12 giờ trưa à? Tắt đèn đi, chạy lại tâm trí tôi đây. Không, em chưa có sao kẹt, chưa có sao kẹt, chưa có hát cho anh nghe được. Thôi, mấy ngày này anh vô room em, anh coi em thôi nha, coi đỡ nha. Chịu không? Cái mai mốt em có sao kệ em hát cho anh nghe, nghe em hát là anh mơ em luôn. Thế mai mốt mà anh mà nghe em hát là anh mơ anh ghiền em luôn.